đến với động tác tiếp theo. Động tác này một số lưu ý là chân trụ của mình phải vững. Chân phải mình sẽ giữ ở phần trên cùng của bóng. Mình sẽ kéo, dùng một lực kéo thật là dứt khoát, kéo vào phía chân trái. Đồng thời mũi chân trái mình hơi bấm lên, nhấc lên. Để thành công thì chúng ta phải kết hợp được lúc mình kéo bóng, kéo chân phải và lúc mình bấm bóng chân trái lên, mình tác động được đúng và đúng thời điểm thì bóng sẽ lên. Để một số lưu ý để thành công là chúng ta nên sụp cái chân trái mình về phía trước một chút, đưa chân trái phía trước, được chân phải tác động phần trên cùng của bóng, kéo dứt khoát về phía chân trái và chân trái hơi bấm gần phía trước. Nhiều lần Trung làm hỏng là do là Trung chưa kéo dứt khoát chân phải. Kéo thật mạnh dứt khoát. Chân trái được. Chân phải mình để đến phần trên của quả bóng và kéo thật mạnh dứt khoát về phía chân đầu mũi của chân trái. Đồng thời chân trái mình sẽ hơi bấm về phía trước. Đến với động tác fix up tiếp theo. Để thực hiện được động tác này thì chân phải mình phải đá văng lên phía trước. Đồng thời chân trái sẽ sụp quả bóng, bấm bọc quả bóng lên. Bóng sẽ bay lên tầm này. Lúc đó chân phải mình sẽ lấy phần gầm của giày mình gầy đập bóng xuống đất. Lúc đó bóng sẽ bay lên ở tầm khống chế và mình tiếp tục tăng tiếp. Chân trụ của mình ấy phải hơi bấm bóng lên, bấm bóng sụp bóng. Sụp và đưa bóng lên bằng đầu mũi chân. Kéo lên. Lúc đó để kéo lên được thì chân phải mình sẽ văng lên, chân trái mình sẽ bay lên. Please. Còn rất nhiều động tác khác chúng tôi sẽ gửi đến hướng dẫn các bạn trong các chương trình tiếp theo.